Và trong lúc này thì không khí xuân tràn ngập khắp nơi. Và sau đây thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với một nơi lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Cần Thơ và đang thu hút giới trẻ. Khi đến đây thì chúng ta sẽ cảm nhận được hương xuân và sắc xuân đang đến rất gần. Thưa quý khán giả, lúc này là khoảng 4 giờ và xung quanh tôi đây thì đang tràn ngập sắc xuân với đào hồng, mai vàng và những cầu đối đỏ. Chắc hẳn là quý vị đang rất là thắc mắc không biết ở đây là nơi nào mà lại được bài trí xinh đẹp đến như vậy. Thật ra thì đây không phải là một địa điểm nào đó ở trung tâm thành phố, mà khung cảnh này thì chỉ được dựng lên ở một con hẻm nhỏ ở khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Và con hẻm nhỏ này thì được đặt với một cái tên rất là dễ thương, phố Ông Chảnh. Cũng xin được giới thiệu với quý khán giả, đây là anh Nguyễn Minh Nhật, là người đã sáng tạo ra cái không gian dễ thương này. Như vậy thì khi mà mang cả cái khung cảnh ngày Tết vào trong con hẻm nhỏ thì làm cách nào mà anh có thể có được cái sự đồng ý của tất cả người dân? Và trong thời gian tới thì anh có dự định gì không ạ? Để làm đẹp cho khu phố của mình, làm đẹp cho quê hương của mình là tất nhiên là mọi người sẽ đồng ý. Cũng như là các hộ gia đình cũng như chính quyền địa phương khi mà nói đến vấn đề này thì tất cả họ đều đồng tình và hết sức là ủng hộ. Còn trong những cái hướng tới, sau khi mà Tết kết thúc rồi thì con phố này vẫn như thế này, vẫn sẽ trang trí với nhiều cái cảnh khác để khu phố mình luôn luôn đẹp, thì mọi người đến phố mình sẽ đẹp hơn. Xin cảm ơn anh với những cái chia sẻ vừa rồi ạ. Cảm ơn em. Thưa quý khán giả, khi mà bước vào cái khung cảnh này thì những người mà lớn tuổi thì sẽ tìm lại được cho mình những cái ký ức tuổi thơ, và còn đối với những người trẻ thì sẽ cho mình hiểu được hơn, cảm nhận được hơn về không khí của những ngày Tết. Và chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là một địa điểm vô cùng thú vị để cho quý vị đến đây lưu giữ những hình ảnh vào mùa xuân Kỷ Hợi năm 2019. Chiếc máy giày bánh trưng cùng ấm trà thơm, Tết Tết cho mọi người luôn luôn phát tài tiến thân, gặp nhiều may mắn. Chị Thảo Trang đã mang một mùa xuân nho nhỏ giữa xã hội hiện đại, thì những con phố như vậy sẽ khiến cho lòng người cảm thấy nhẹ nhàng mỗi khi đặt chân đến. Ý tưởng của anh Nhật đã làm cho làng xóm thêm đẹp và thêm đông vui.